Vừa qua, bộ phim có Nam Thư tham gia diễn xuất tổ chức sự kiện ra mắt công chúng với vai trò thành viên trong dàn cast. Nam Thư xuất hiện đầy quyến rũ trong trang phục cắt xẻ táo bạo, nổi bật với vẻ quyến rũ. Ngoài Nam Thư, còn có rất nhiều khách mời đến chúc mừng đoàn làm phim với dự án sắp ra rạp. Tuy nhiên, một khoảnh khắc từ sự kiện này đang khiến dư luận dậy sóng bàn luận, đó là việc Nam Thư được cho là cố tình chèn ép, tỏ thái độ khó chịu với Thảo Vi, vợ của nam diễn viên Mạc Văn Khoa. Cụ thể, theo những hình ảnh được ống kính máy quay ghi lại, Thảo Vi đến dự sự kiện một mình mà không có ông xã Mạc Văn Khoa đi cùng. Khi đang chụp hình trên thảm đỏ, Nam Thư bỗng kéo một nhân vật khác vào để chụp cùng. Thảo Vi sau đó sắp đi xuống nhưng thấy Nam Thư vào đã nán lại để chụp chung. Sau vài giây tạo dáng chụp hình, Nam Thư có hành động được cho là đẩy Thảo Vi ra khỏi thảm đỏ để chụp riêng với các khách mời của mình. Biết ý, vợ Mạc Văn Khoa đứng sang một bên để ống kính bắt chọn khoảnh khắc của Nam Thư. Trong tình huống này, Nam Thư có thái độ nhíu mày, nhăn mặt như không hài lòng điều gì đó. Những hình ảnh khi được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội vấp phải tranh luận trái chiều, nhiều người cho rằng Nam Thư đang chèn ép vợ Mạc Văn Khoa vì Thảo Vi không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ có thể do góc quay và không gian đông đúc tại sự kiện để đảm bảo khách mời đến dự ai cũng có hình nên Nam Thư muốn việc chụp hình diễn ra nhanh chóng hơn. Hiện tại, khoảnh khắc của Nam Thư và vợ Mạc Văn Khoa trong sự kiện này đang nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Những nhân vật trong cuộc chưa lên tiếng về những tranh cãi nổ ra. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Nam Thư thoải mái đăng tải hình chụp riêng cùng với Thảo Vi tại sự kiện này, chứng tỏ mối quan hệ giữa cả hai vẫn bình thường, không căng thẳng như đồn đoán của cư dân mạng. Thảo Vi và Mạc Văn Khoa tổ chức đám cưới vào đầu năm 2022. Trước đó, cặp đôi đã có với nhau một cô con gái. Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng Thảo Vi thường xuyên sánh đôi cùng Mạc Văn Khoa trong các sự kiện giải trí với hình ảnh chỉn chu. Về phía Nam Thư, thời gian qua cô khiến dân tình tranh cãi vì trách móc Trường Giang trên sóng truyền hình. Chẳng hạn như đi một chương trình, lúc nào tôi cũng cảm thấy tôi không được anh Giang quan tâm nhiều. Lúc nào anh Giang cũng ưu tiên những bạn khác, còn Nam Thư chỉ là sự lựa chọn thứ ba, thứ tư. Chính vì điều đó nên tôi buồn lắm. Nam Thư bật khóc bày tỏ. Trước lời trách móc của người em thân thiết, Trường Giang cũng lên tiếng giải thích. Mọi người nhìn đi, ngoại trừ lúc Nam Thư khóc thì ở đây ai mạnh mẽ bằng Nam Thư không? Thư muốn làm gì thì cũng không ai cản được. Thư có con đường đi riêng, không ai nói được. Chỉ cho lời khuyên thôi chứ không ép Thư đi đường nào được. Trường Giang trước giờ chỉ hỗ trợ cho những bạn yếu hơn thôi, đó là nguyên tắc, bởi vì người mạnh họ đã có nhiều show rồi, người yếu ít show hơn. Họ cần sự quan tâm của mình để mạnh hơn và có nhiều show hơn. Trường Giang biết Thư nghĩ gì chứ sao lại không biết. Thư có buồn anh thì cứ buồn, anh cũng chẳng giải thích lời nào rằng anh không thương em bằng dạ hay không thương em bằng ai đó. Việc của anh là thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày và mạnh hơn tất cả mọi người về ý chí phấn đấu. Trường Giang Nam Thư có mối quan hệ thân thiết, từng ở chung nhà trọ với nhau khi học ở trường sân khấu. Lâm Vĩ Dạ cho biết Trường Giang như một người anh cả, luôn chăm lo và quan tâm tới hai người em. Thậm chí anh còn tự nấu cơm, dọn dẹp không để cho Lâm Vĩ Dạ và Nam Thư phải đụng tay.